Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang đứng ngay ngã tư Camét và Nguyễn Công Trứ. Thì hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi theo đường Camét để đi hướng về Bến Dương Dương, để đi ngang qua căn nhà số 88 của cô Jean Nai Hồ. Xin gửi đến cô và một số anh chị ở khu vực này, cũng như các anh chị ở xa cùng nhìn lại cái đường Camét và cái đường Bến Dương Dương nha. Nhân đây thì em xin chúc cô chú anh chị bạn mình luôn vui vẻ và lúc nào cũng tươi trẻ, yêu đời, để xem những video của Vinh Lâm TV mỗi ngày nha. Hôm nay cuối tuần thì chúng ta lại gặp nhau trên những cung đường quen thuộc của Sài Gòn. Hôm bữa thì em có đi ngang cái đường này rồi, để quay cái hẻm số 1 Camét. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ đi một lần nữa. Ở đây thì có những cửa hàng bán vật liệu xây dựng, sắt thép, rồi gỗ, rồi ống nước, đồ điện, rất là nhiều luôn. Nhưng mà bữa nay thì người ta đóng cửa. Bây giờ là Sài Gòn cũng là 9 giờ đêm mà 21 giờ. Khi mà cô chú anh chị xem thì cái video này được thực hiện lúc 21 giờ. Chúng ta nhìn bên đây là cầu Camét đây, để đi qua quận 4. Ở ngay đầu hẻm số 1 này có chị bán nước. Thì chắc có lẽ là em cùng đó ta, tại không thấy ai ra vô nên em cũng không tiện đi vô, sợ người ta tưởng mình ăn trộm. Đây chúng ta đang đứng đường ngã ba Bến Trương Dương là đường Camét. Theo cái này là dưới gầm cầu Camét nè. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi đến hầm Thủ Thiêm quận 2 ha. Còn xuôi theo hướng này thì chúng ta sẽ đến chợ Cầu Muối, hay gọi là chợ gà, cũng là chợ gà mà cô chú đã chỉ. Đây là nhà số 82. Rồi đây 86. Rồi 88 là Phú Khang. Nhìn cũng dễ nhà hồi xưa, chúng ta thấy kiến trúc vẫn còn ha. Có một số nhà thì thay đổi kiến trúc à, nhưng mà mình nhìn cái nhà số 88 này thì vẫn còn kiến trúc cũ bề ngoài nè, bên trong thì nội thất không biết như thế nào. Nguyên dãy nhà cùng kiến trúc ha. Và chúng ta nhìn qua bên kia đường, nhìn qua dòng sông năm nào thì đó là cái hướng để đi lên cây cầu, hướng để lên cầu Camét từ đại lộ Võ Văn Kiệt đi lên. Tưởng tượng chúng ta đang đứng ở trên nhà mình và nhìn ra cầu nó. Rồi nếu ta đi bộ theo hướng này thì đến chợ trái. Chúng ta nhìn chậm cái nhảy nhà phố cổ nè. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình nha. Ở đây thì có cái chỗ bán hàu rất là ngon, hàu
nào sống hạnh Cần Giờ. Ở đây thì người ta đóng cửa. Và đến tí nữa thì chúng ta đến ngã ba Ghi Con. Ký Con và bến Chương Dương. Đây là đường Ký Con để đến chợ Dân Sinh. Ngày đó thì cũng có một dãy nhà xưa nữa nè, dãy nhà cùng cùng kiến trúc với cái dãy nhà bến Chương Dương, không nhưng có lẽ khác kiến trúc. Đó là chung cư. Rồi chúng ta đi tiếp qua cái đường bến Chương Dương nha. Đây ngã ba chúng ta nhìn ra đường bến Chương Dương và bên kia là sông. Có cái cầu để đi hướng từ bến Chương Dương đi lên cầu Ca Mét. Chúng ta nhìn lại cái dãy phố của mình ha. Rất là chậm luôn để gửi đến cô, để cô xem cho rõ hơn. Nếu mà chúng ta đứng trên cầu nhìn qua thì có vẻ sẽ nét hơn, cái nhìn bao quát hơn cái dãy nhà này. Nhưng mà do không có lối lên nên con không thể quay được, mong cô thông cảm ha. Rồi chúng ta đi tiếp đến cái chợ gà năm nào. Ngày cuối tuần thì có những cái hội họp karaoke. Từ nhà cô đi lại thì có xíu có chùa, nhưng mà nhìn là chùa bởi có chú xin lô rồi, chú nói là chùa Bà. Chùa Bà nhưng mà bởi thì có người không mạnh thì nói đây không phải là chùa Bà, nhưng mà tại vì không có tiếng Việt nên con không biết chùa là chùa gì. Hội quán Quảng Triều. Rồi mình đi tới tí nữa thì là đường Gia Sinh. Ngã ba Gia Sinh và bến Chương Dương nè. Đó có cái hẻm đi qua chợ trái á, nhưng mà bây giờ tối rồi mình đi qua hẻm mà không thấy đường. Đây đường này thì mình đi đến chợ Dân Sinh luôn. Ở đây thì ban ngày bán rất là nhiều đồ nhựa nè, thùng nhựa, thau nhựa. Đây thì có cái căn nhà rất là nhỏ, nhỏ nhất Sài Gòn, hình như là có 1 mét nè. Mình không biết nhà đó là nhà nào ta. À đây có thể 131 cái bên. Đây là cái nhà này. Đây là quán bò ruột. Ngoài đây thì có cái
chợ, cái chợ bán buổi chiều thôi. Nhưng mà cô chú anh chị không, mình đó là chợ chợ gà. Chợ thì tan rồi. Bên đây cũng có một cái dãy nhà mà na ná như kiến, cùng kiến trúc với cái dãy nhà 88 bến Trương Dương của cô luôn nè. Đây là dãy nhà bên đây, bên đây là chợ Cầu Muối, 200 bến Trương Dương. Đó, chợ Đèn Xanh mình qua đường nha. Rồi qua đường thôi. Dãy nhà đây. Hồi xưa thì nhà Pháp xây xây tường rất là kiên cố ha, nên cách âm rất là tốt và cái sự chịu nhiệt rất là cao, nên những ngôi nhà Pháp chúng ta cảm giác rất là mát. À, những ngôi nhà này thì không có nhiều ở Sài Gòn nữa ha. Ta đi camera qua nhìn cho nó rõ. Đó, những kiến trúc ngày xưa nè. Có căn này còn nguyên nè, còn nguyên cửa sổ luôn. Nhà số 230. Thì cái hẻm nhà rất là dài luôn, trên 20 mét. Rồi một số hình ảnh về khu bến Trương Dương xin gửi cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã luôn đồng hành cùng Vinh Lâm TV.